yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated. Hey, xin chào mọi người, chào mừng bạn quay trở lại với channel của Ray nha. Và hôm nay thì Ray sẽ sử dụng vị tướng Falcon đi vì trí đường trên kết hợp đi ram. Thì đường trên cũng có Thor nữa mà. Đi farm 2 thì kinh nghiệm khá là hụt. Vì vậy chúng ta sẽ đảo đường và đi ganh thôi anh em ơi. Ở đây có vị trí đường giữa Suvili, và chúng ta sẽ coi coi có vị trí nào không. Ra thì ganh liền anh em à. Kiếm kinh nghiệm và ép đường phá trụ. Tem bạn thì đang tập trung ở trên khá là nhiều. Rồi thì bây giờ thì Ray sẽ nói về phần kỹ năng nha. Rồi đây là cái nội tại của Falcon nè. Anh em có thấy những cái điểm yếu không? Đó, mỗi tướng thì có 3 điểm yếu. Khi bắn hết 3 điểm yếu này á, tem bạn sẽ bị trạng thái là trạng thái yếu ớt. Falcon đầu tiên sẽ được hồi bana không hồi bana, hồi máu anh em à. Sorry anh em, hồi máu sẽ được hồi một lượng máu. Và những đòn đánh tiếp theo lên những tướng địch có trạng thái yếu ớt á sẽ gây thêm sát thương, và đồng thời sẽ khóa mục tiêu anh em ơi, phá mục tiêu cho cái chiêu cuối ultimate là tấn công chuẩn, thì nó sẽ gây ra một lượng sát thương cũng khá khá đó anh em à, có thể kết thúc tướng địch đó. Rồi, và cái phần về chiêu 1 và chiêu 2 anh em có thể kết hợp để lấy đi những cái điểm yếu của tem bạn. Anh em sẽ đánh thường một cái thì sẽ mất một điểm yếu của tem bạn là cái chắc rồi. Anh em sẽ lướt chiêu 2 nghiêng cánh trượt thì anh em có thể là lướt về một phía bắn thêm được một điểm yếu nữa. Rồi sử dụng cánh cằn quét gây ra một lượng sát thương cũng như là lấy một điểm yếu cuối cùng của tem địch bạn và hồi một lượng máu gây ra một lượng sát thương lớn. Đó cũng là một combo đơn giản, anh em nào có combo hay hơn á thì chỉ Ray nha. Thì Ray cũng tập tành đánh thôi, đâu có chuyên sâu con tướng này nha. Rồi, ở đường trên thì đang xảy ra giao tranh anh em ơi. Ở đây có vị trí của Venom. Rồi, cũng như là rừng tem bạn. Rừng tem bạn cũng nhảy múa khá là nhiều. Đầu đội chúng ta không có quỷ những cái tế bào của vị trí Venom nên máu hồi khá nhiều anh em ơi. Và ở đây thì hồi cục máu, và bây giờ là nhảy lên giao tranh thôi. Rồi, vị trí của rừng tem bạn đã cấm cái chiêu anti. Rồi quay lại nhưng mà nằm xuống không kịp giật anti anh em à. Giật anti thì có thể là cân thêm một vị trí của đường giữa tem mình nữa. Rồi ở đây Venom đã xuất hiện nhưng mà sát thương gây là không đủ, phải nằm xuống. Điểm hạ gục dành cho vị trí của Thor anh em à. Sử dụng chiêu cuối nhưng không ăn được. Được 3 điểm hỗ trợ rồi. Bây giờ thì ở đường giữa thì vị trí Talor đang là đẩy trụ anh em à, bê trụ lén. Nhưng có vị trí ở đường giữa của chúng ta đang hỗ trợ và sẽ ngăn chặn vị trí của Talor như cũng như là các vị trí khác là bê trụ lén anh em à. Bê trụ lén cũng là một chiêu gọi là khá là ổn định khi tem bị thọt đó anh em ơi. Rồi ở đây vị trí Thanos đi rừng hỗ trợ ăn vị trí báo tím thôi. Rồi ở đây có vị trí của Talor cũng như là vị trí hỗ trợ SP. Rồi hỗ trợ của tem bạn cấu một lượng máu cũng khá khá của vị trí Mantis. Và ở đường trên thì Thor đã tiêu diệt vị trí của Venom rồi, khá ngon anh em ơi. Ở đây có vị trí Dr. Strange, bam chiêu 1 là khá đau, khá khó để bắt. Đồng đội của anh ta thì ở xung quanh khá là đông, khá khó là để bắt. Rồi ở đây thì lộ điểm yếu nè. Rồi ở đây thì có rừng ra rồi. Rồi Smite Midnight muốn mai quay cuồng sử dụng chiêu cuối nhưng mà không đủ lượng máu để rút chiêu cuối. Lượng máu của vị trí đường giữa mình là còn khá nhiều, không thể sử dụng chiêu cuối rồi. Ở đây coi có ở đây có đường ôi rừng của tay bạn. Tay bạn lên đây khá là đông. Rồi anh em ơi, sử dụng khống chế tâm linh đến từ hỗ trợ của tem bạn cho mình nằm xuống luôn. Rồi rừng của tem mình đã chạy được, Thanos chạy được rồi. Giờ thì
đường ở đường trên thì tiếp tục là farm anh em mà không có dấu hiệu gì đi xuống hỗ trợ rồi. Rồi bây giờ thì anh ta đã xuống hỗ trợ nhưng mà cái trụ đã bị bể rồi anh em mà, tỷ số hiện tại là 4-2 rồi, thế trận đang nghiêng về phía bên của đồng đội chúng ta nhưng mà không nói được gì cả. Và đây thì là giao tranh, ép giao tranh diễn ra rồi. Rồi Simaray đã nằm xuống với vị trí Jubilee em nè. Rồi nhưng mà Thor đã nằm xuống rồi, nhưng ở đây thì chúng ta có thể là bắt vị trí của ôi lại sử dụng nội tại chạy rồi anh em à, không có phá được rồi. Rồi vị trí của Venom nằm xuống, Ray đã tiêu diệt vị trí Doctor Strange, lướt vô bắn anh em à, có lên nội tại nữa, hồi lượng máu thì có thể là chịu được hai hit trụ anh em ơi. Rồi hiện tại thì đồng đội chúng ta đã lấy được cái trụ đường giữa rồi. À quên anh em ơi, nãy giờ nói hết một chiêu luôn anh em mà quên nói chiêu ba nha. Cánh thép bảo vệ cái này thì có khả năng là kháng hiệu ứng anh em à, giảm đam rồi, cũng như là khi mà kết thúc gồng kêu anh em ơi, kết thúc gồng kêu thì sẽ bắn ra một đợt lông, và con này mà gây ra sát thương lên tướng địch sẽ gây hiệu ứng chón nữa nha anh em ơi. Rồi ở đây thì cúp rừng tên bạn, và giờ thì có lên lộn độn anh em à, sát thương gây ra quái rừng hơi chậm anh em ơi. Mà anh em ơi, anh em có cái bộ trang bị nào xịn thì cho Ray cùng với anh em tham khảo chung với. Rồi có thể chúng ta sẽ có vị tướng Falcon đi đường ở giai đoạn đầu game sẽ mạnh mẽ hơn, ép lên dễ hơn và chiến thắng cũng dễ dàng hơn nha anh em ơi. Rồi bây giờ thì đang xảy ra giao tranh, đường giữa chúng ta đã nằm xuống với vị trí đi rừng của tay bạn. Ở đây thì Venom đã xuất hiện nhưng mà đã tan biến với vị trí của đường trên chúng ta đi chung Ray, đó là vị trí của Thor tiêu diệt được hai người. Và ở đây tiếp tục giao tranh, rồi vị trí xạ thủ chúng ta đã tiêu diệt tiếp được một đơn vị tướng địch của tay bạn. Rồi chúng ta đang ép lên, rồi lợi thế đang thuộc về chúng ta. Rồi chúng ta có thể là lấy đi luôn cái trụ đường trên này. Đây là cái trụ cuối cùng, chúng ta sẽ có một lượt lớn siêu cấp sự dính undy của vị trí Doctor Strange. Rồi bây giờ chúng ta phải tản đi thôi anh em à. Tên bạn hồi máu đủ rồi, vị trí Thanos đã tiêu diệt vị trí Venom. Venom đang bị hạ gục liên tục anh em à. Rồi bây giờ thì chúng ta giọt cái tính sau. Rồi ở đây thì có vị trí của rừng tên bạn. Rồi ui ở đây chơi hả bạn ơi, đây còn chiêu cuối anh em à, xém chút là tưởng đồng đội bỏ rơi luôn anh em ơi, đồng đội bỏ rơi luôn à. Rồi đây thì tiếp tục sẽ tiêu diệt vào vị trí của hỗ trợ tên bạn. Rồi phần còn lại thì để ôi không được rồi anh em ơi, Thor chạy mất rồi anh em à. Rồi Thor đâu, ôi Thor không có chạy mất anh em ơi, Ray nhìn không kỹ, Thor combat thẳng vào trụ người ta luôn à anh em à. Rồi quá là hăng rồi. Tỷ số hiện tại là 17-5 nghiêng về đồng đội chúng ta. Bây giờ là đang khởi động con Sutu. Rồi và đây có vị trí của Talor. Rồi muốn bắn không mọi ơi, đây cũng có hai tay hai súng nè, bạn có một súng à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là đẩy đường anh em à, hỗ trợ đồng đội chúng ta dâng cao lên. Sutu có thì chúng ta sẽ kết thúc gián đấu này thôi. Rồi đồng đội chúng ta thì đang tích cực ăn Sutu. Rồi chúng ta bây giờ sẽ là canh me coi có thể là tiêu diệt được vị trí nào hay không. Rồi con báo tím cũng đã được ăn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ là giao tranh ở đường giữa này. Rồi vị trí đường giữa chúng ta là tiêu diệt được. Thôi Ray tiêu diệt anh em à, Ray tiêu diệt vị trí rừng của tên bạn. Và ở đây có vị trí của Dr. Strange, tiêu diệt được luôn rồi anh em à, double kill dành cho Ray luôn. Rồi không thể cản phá. Rồi chúng ta sẽ là tiến vào và phá hủy nhà chính tên bạn thôi anh em à. Chúng ta đã tiêu diệt gần như là 3 người tên bạn rồi. Bây giờ là gần 4 anh em ơi. Rồi Venom còn nội tại anh em à. Rồi bây giờ thì chúng ta có thể là phá hủy nhà chính. Xạ thủ chúng ta đâu rồi? Xạ thủ chúng ta đẩy đường ở đường dưới rồi anh em ơi. Rồi kết thúc vị trí của rừng tên bạn vào vị trí của đường giữa chúng ta. Rồi vẫn tiếp tục cùng nhau giao tranh, phá hủy nhà tên bạn đi. Rồi con Sutu đã bị chết rồi anh em ơi. Rồi thả thêm phụ kiện clone. Ôi vẫn ăn hai hit trụ anh em à. Bây giờ thì là phải biến về, lượng máu là không đủ anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ chờ và giao tranh một lần, giao tranh cuối nữa, giao tranh rộng tổng anh em à.
Và bây giờ thì đồng đội chúng ta vẫn tiếp tục là nhây anh em ơi, vẫn tiếp tục nhây. Đánh giày thì dễ bị lật kèo lắm, chỉ cần mà tem bạn lật kèo một phát là đẩy tới trụ chính luôn anh em à. Rồi lên một món nữa để chống đỡ giao tranh anh em ơi, thì chúng ta cũng có một phần là hỗ trợ đồng đội chúng ta đứng ở trên che đam cũng như là những kêu mà không chỉ cứng anh em à. Đây cũng có khả năng là nhận một số sát thương mà có thể là giọt đi được, nhưng mà xạ thủ chúng ta mà mất chiêu 2 thì hơi khó. Phối hợp rất đẹp đến từ Ray, đồng đội chúng ta ở đây rồi, có thể là đẩy trụ thì đẩy trụ anh em ơi. Win đánh là phải win anh em à, đánh là phải win. Rồi ở đây thì có vị trí của Thanos sử dụng chiêu và bay vào lao vào luôn rồi. Không, kết thúc gián đáo đi anh em ơi, đừng có đánh nhây quá. Em bạn cũng khá là nhiều đồ rồi anh em ơi, ăn nguyên cái ulti của Rồ Sima Midnight, đam gọi là vô cực luôn anh em à. Nằm xuống lần 2 rồi, đây là nằm xuống 2, gần hơn 20 giây nữa mới hồi sinh anh em à. Hiện tại thì là đồng đội chúng ta vẫn tiếp tục là farm thôi, chờ chúng đủ 5 người thì có thể là tiếp tục giao tranh. Giờ thì có giao tranh 5 thôi anh em à, giao tranh 5 ép trụ và đánh bể nhà chính, kết thúc gián đấu thôi. Rồi tem bạn thì đang ùn ùn là ở đường giữa anh em ơi. Rồi xạ thủ chúng ta cũng khá là mạnh rồi, có nhiều đồ rồi, giết 1 chích 0 hỗ trợ 10 cũng hỗ trợ khá là nhiều. Và hiện tại thì anh em đã thấy rồi đó, chúng ta sẽ đẩy lính lên, chúng ta có hai đường lính siêu cấp rồi, còn một đường lính siêu cấp đường giữa nữa thôi. Cái trụ đường giữa là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Rồi những mục tiêu tiếp theo là những cái vị trí tương địch, tem bạn mà lò ra đẩy lính hơi cao một xíu thôi, chúng ta sẽ bắt tạo lợi thế giao tranh. Khi anh em giao tranh tổng mà thiếu người, những vị trí pháp sư cũng như là AD anh em ơi, xạ thủ sẽ là khá là bất lợi cho tem bạn nha. Rồi chúng ta sẽ là lấy đi cái trụ ở đường giữa này trước. Rồi tem bạn đã tràn ra, chiêu cuối của Doctor Strange đã được sử dụng rồi anh em à, còn hơn là nửa cây máu, nhưng mà giao tranh là ổn ở đây rồi. Tem bạn đã nằm xuống một người rồi anh em ơi, bây giờ là hai phối hợp rất đẹp đến đường giữa. Pháp sư chúng ta làm rất tốt rồi, chúng ta bây giờ có thể là đánh trụ cho anh thôi. Bây giờ là có thể là đánh trụ thôi anh em à, gây áp lực thôi. Và bây giờ thì tem bạn chỉ có là bom chiêu, cấu rễ sát thương, nhưng chúng ta mục tiêu là thắng anh em à, thắng trước cái đã. Bây giờ đã bắn trụ cái rồi, bây giờ quái lên rồi anh em à, quái lên rồi, lính lên, lính siêu cấp đường giữa đã lên. Và việc phá đi cái trụ và kết thúc cái gián đấu này là rất nhanh chóng anh em ơi. Và clip của Ray đến đây là hết, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nhé.